cha chương lưu diệm, lạy cha chương lưu diệm. Xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Chương Bùi Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 291. Trong tập này, chúng tôi xin giới thiệu nhân chứng ơn lành, chị Đinh Thị Thanh Hằng, thành phố Denver, Colorado, chị Đỗ Thị Kiều Oanh, thành phố Garden Grove, California. Mở đầu chương trình, xin mời quý khán thính giả theo dõi chia sẻ của chị Đinh Thị Thanh Hằng, hiện đang sinh sống tại thành phố Denver, Colorado. Trong một lần đi khám sức khỏe, bác sĩ phát hiện chị mắc bệnh ung thư. Nghe tin như sét đánh ngang tai, chị hết sức bàng hoàng. Rồi chị được cho đi làm các xét nghiệm. Trong thời gian đó, các chị em trong nhà vì biết cha Chương Bùi Diệp và cũng đã từng được ơn cha, nên đã đưa tấm hình cha Diệp và khuyên chị hãy cầu nguyện với cha. Chị nghe theo, dù không hề biết cha Diệp là ai. Ngày nào chị cũng đọc kinh cầu nguyện với cha, bất cứ lúc nào rảnh. Ngay cả lúc đang lái xe, chị cũng van nài. Cha ơi, cứu con với, trong vòng 2 tuần nữa có kết quả xét nghiệm. Cha cho con bị nhẹ thôi, và bệnh đừng tái phát nha cha. Đó là năm 2002, chị được chữa trị. Cho đến nay đã được 17 năm, bệnh của chị không hề tái phát. Hôm nay có dịp qua California, chị đã đến văn phòng của cha trên đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove để cảm tạ cha và chia sẻ thêm nhiều ơn lành khác mà chị đã nhận được qua lời cầu bầu của cha Diệp. Xin mời quý khán thính giả nghe câu chuyện của chị ngay sau đây. Lòng tin yêu tha thiết con nai vàng vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó đau cuộc sống. Em tên Đinh Thị Thanh Hằng. Dạ. Em đến từ Denver, Colorado. Chị cho biết. Em hồi xưa em không biết cha Diệp là ai hết, nhưng lúc mà em gặp cái một cái nạn là em đi bác sĩ khám thường thôi, thì khám tổng quát á, thì bác sĩ nói em là cô bị ung thư, thì bây giờ tôi phải gửi cô đi specialist. Thì hết hồn, về nhà mới là tá hỏa tam tinh, thì nói là ủa, không biết là tại sao như vậy. Thì bắt đầu là đi specialist, thì bác sĩ nói là đúng rồi, specialist nói đúng rồi, nhưng mà bây giờ tôi không biết cô đang bị cái level thứ mấy. Tại vì cancer thì nó từ 1 cho tới 10, thì là 10 là nặng, 9 là nặng, thí dụ như vậy đó. Thì em mới về thì có mấy bà chị em cũng từng xin ơn cha Chương Bùi Diệp thì cũng đã được ơn rồi. Cho nên là mấy bà chị mới nói là đọc kinh cha Chương Bùi Diệp đi, thì mới đưa em cái kinh đó, kinh cha đó. Thì là em đọc thì đi bác specialist, thì bác sĩ nói là bây giờ tôi phải lấy một cái cục thịt của cô để thí nghiệm coi là bị cái level thứ mấy, bị test. Xong cái em về thì em mới đọc kinh. Em cứ đọc kinh ngày nào cũng đọc sáng, lúc nào rảnh cũng đọc, hết lái xe em cũng đọc luôn. Rồi cái em nói là cha ơi, bây giờ cứu con. Bây giờ trong vòng 2 tuần thì chờ bác sĩ trả lời, thì cha cho con bị nhẹ thôi. Đằng nào con cũng đã bị rồi, nhưng mà cho con bị nhẹ thôi. Thì đúng là được ơn cha đó. Lúc đó thì bác sĩ mới gọi về, trong vòng 2 tuần bác sĩ nói là bệnh của cô đó là cô mới bị cái level thứ 3 thôi, còn chữa được. Nhưng mà cũng một cái bad news là cô không có con được nữa. Thì nói thôi, nếu mà bác sĩ chữa được thì tốt quá rồi, bây giờ không có con thì cũng không là ý Chúa thôi. Thì đó thì là chữa, là một lần giải phẫu đó là dứt khoát cho tới bây giờ. Lúc đó là năm 2002. Thì em không bị tái phát lại nữa. Cho đến hôm nay luôn. Dạ, cũng cái đó cũng là một cái ơn rất lớn. Dạ. Thì cái đó là một cái ơn thứ nhất. Cái ơn thứ hai nữa là vợ chồng em lúc mà đang ở nhờ nhà người ta đó, thì tự nhiên thì người ta nóng tính lên, người ta đuổi đi. Thì lúc đấy không có nghĩ là bây giờ đi mướn nhà nó cũng mắc.
thôi đi mua nhà đi, nhưng mà mình mới khai bankruptcy mấy năm trước thì chắc giấy tờ nó trục trặc không được đâu. Nhưng mà cũng rồi lại xin cha, nói cha ơi bây giờ vợ chồng con phải mua nhà để ở mà giấy tờ nó trục trặc có chuyện gì thế thì xin cha cho được suôn sẻ. Bây giờ xin cha cho con được vượt qua, cho con được suôn sẻ cái giấy tờ này đi, tại vì con rất cần mua nhà, con rất cần mua nhà để cho chồng con rồi có hai đứa con trai con nó ở nữa. Thì, rồi mua được nhà cũng ngon lành rồi cũng được suôn sẻ. Em cũng lên YouTube rồi em nghe nhiều người cũng ngồi cái ghế này nè, rồi cái cũng cảm ơn rồi như vậy đó, rồi em thấy rất là háo hức muốn được tới đền Thánh Cha một lần. Lần này em qua đây là mục đích là tới thăm cha trong biểu dịp, với lại xin tạ ơn là cái thứ nhất, cái thứ hai là thì cũng xin cha cho cũng có mấy cái việc để cần xin cha giải quyết giùm á. Rồi cái ơn thứ ba nữa, anh tụi em đi làm á thì là bên Colorado trời tuyết á, nhiều khi nó trơn lắm, toàn là IC không à, tức là đang lên cái dốc như vậy thì bắt đầu là xe em nó quay, tại vì nó là đá đó, nó trơn thì cái bánh xe cũ á, rồi nó không có tốt, thì là đi xa lộ mà, thì lúc mà lên dốc như vậy á thì nó trơn, nó cứ quay, nó quay nghiêng qua bên đây. Nếu mà mình quay qua bên đây thì xe nó ào lên, nó đụng mình, xong quay qua bên đây thì ào lên, nó đụng mình. Rất nguy hiểm đúng không? Rất nguy hiểm. Thì em lúc mà nó đang quay như vậy, nó cứ qua bên này, nó qua bên kia. Mà nếu lên không được nữa thì nó sẽ quay ngược lại, nó tụt xuống dốc thì là người ta tông vào mình thôi. Thì lúc đó em cứ đọc kinh cha, em nói cha ơi cứu con, cha ơi cứu con, cha ơi cứu con, mà cứ luôn miệng như vậy, nói cha ơi cứu con, cho con qua khỏi cái dốc này. Mà nó không lên, cái dốc nó cao lắm, nếu mà không lên được nó tụt xuống là coi như là accident rồi, người ta tông vô mình á. Thì bắt đầu là đọc kinh cha xong một cái thì bắt đầu là tự nhiên đi qua được cái dốc đó, mà xe nó cứ đi lên ào 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 mà nó không có đụng vô mình. Thì em thoát được nhiều tai nạn lắm, có nhiều cái tai nạn mà em nghĩ là nếu như mình không tin Chúa, tin cha thì chắc có lẽ là bị đụng xe rồi. Nhưng mà tại vì mình tin là lúc nào có Chúa, có mẹ, có cha đỡ phù hộ cho mình rồi, cho nên là lúc nào cũng thoát được những cái cảnh như vậy. Yeah. Theo em thì em tin như vậy đó. Còn cái cuộc sống của em bây giờ cho tới lúc chết là lúc nào em cũng cầu xin cha. Em tin cha tới giờ là lúc nào em cũng nghĩ em được bình an. Dạ. Tạ ơn cha đã không chối từ lời con xin. Cảm ơn cha đời có cha đỡ nâng. Chị Đỗ Thị Kiều Oanh hiện đang cư ngụ tại thành phố Garden Grove, California. Chị chia sẻ, trong cuộc sống chị gặp nhiều chuyện buồn. Do bản tính hiền lành, thật thà, chị thường hay bị người khác bắt nạt. Chị mang trong lòng những nỗi buồn mà không biết chia sẻ cùng ai. Thậm chí có những lúc chị không còn muốn sống nữa. Một người bạn biết đến chuyện đã giới thiệu chị với văn phòng cha Trương Bửu Diệp để cầu nguyện với cha. Gặp cha, chị đã òa khóc mà nói với cha: "Cha ơi, xin cha thương con, cứu con, ban cho con phép lành." Chị chia sẻ mỗi lần cầu nguyện với cha xong, chị có cảm giác như được cha che chở. Hôm nay chị trở lại văn phòng để cảm tạ cha đã giúp chị vượt qua khó khăn và tìm lại được niềm vui, vì chị tin rằng luôn có cha bên cạnh để phù trợ cho mình. Xin mời quý khán thính giả theo dõi chia sẻ của chị. Em tên Đỗ Thị Kiều Anh. Cơ duyên em gặp cha thì do một người bạn. Mà cuộc sống em nói chung là cũng nó buồn nhiều hơn lắm chứ. Mọi chuyện á, mình cứ nghĩ đơn giản mà nhưng qua nó sụp đổ hết. Buồn nhiều hơn vui. Nên đi làm thì trong tiệm thì nói chung là bạn bè thấy em sống rất thật. Cái gì em cũng nói thật hết mà nhưng không ai tin. Rồi đi làm thì nói chung chỗ làm thì cũng mười mấy hai chục thợ thì thấy mình hiền với lại mình thật quá nên dễ bị bắt nạt. Rồi từ đó thì em đâm ra em rất buồn mà không biết chia sẻ cùng ai. Em mới có nói với người bạn đó, bạn gái trong tiệm. Em nói giờ em buồn, em khổ quá. Nhiều khi em cũng bế tắc, em không muốn. Em nằm, em đi luôn, cho nó nhẹ lòng.
Rồi bạn em mới khuyên nói thôi giờ Vanh cứ cố lên đi. Nhưng em mới cố thì được, nhưng mà nó nói buồn nó quá nhiều đi. Nhiều khi tuyệt vọng quá. Em muốn là giống như là giải thoát cho mình đi, không muốn sống nữa, giống như bi quan nhiều hơn, tiêu cực hơn tích cực. Rồi bạn mới khuyên nói, bà có tin vào phép lạ không? Em nói nhờ có tin em mới sống tới ngày nay, thì Chúa cũng có bên cạnh em, thì em phải có đức tin. Nhiều người nói em mê tín thế này kia, mà nhưng không, em phải có đức tin em mới sống tới ngày nay. Xong rồi bạn em mới nói bà tin không, tôi dẫn bà lại đây, tôi chỉ bà lại chú cha Diệp á, bà cầu xin đi, cha hương lắm, cầu xin với cái tâm của bà có sao bà mình mà nói thì cha sẽ hương, sẽ cứu giúp hết. Tôi nè, tôi qua đây tôi cũng chân ướt chân ráo, tôi không biết gì hết, mà từ việc nhỏ tới việc lớn là cha cho hết, điều kỳ diệu lắm. Dạ, rồi em mới nói trời, bà, tôi nghe bà nói tôi mừng quá, thôi vậy bà chỉ tôi đi, tôi giờ tôi cũng bế tắc quá, tôi chỉ muốn là cha hiểu thì giúp cho tôi con đường tôi tốt hơn. Rồi chỉ em đến đây, thì em đến đây giống như là cha lắng nghe em, òa em khóc, em thấy giống như thiêng liêng quá, giống như này vô là nhìn thấy là giống như có cái sự cảm giác em là che chở. Em gặp em chào liền, em òa không khóc, giống như là em có cái cảm giác là cha gần gũi quá. Em mới tâm sự chuyện vui chuyện buồn rồi em nói hoàn cảnh em qua đây thế này kia, thì em nói cha ơi cha cứu con, cha giúp cho con, cha ban cho con phép lành, cha hương con. Thì con thì nói chung là cuộc sống con sao cũng được, mà con còn con gái, con muốn cho cuộc sống con nó tốt hơn, cầu xin cha mỗi ngày như mọi ngày, những ngày nào mà em làm á ớp á là lúc nào em cũng ra cha trước. Em muốn đi đâu em đi bộ, tại vì em chưa có biết chạy xe gì hết, em đi bộ mà. Nên em nguyện cái lòng, em nói em muốn chia sẻ đây cho mọi người biết là cuộc đời ai cũng có khổ hết, mình có đức tin là cha sẽ ban cho mình hết. Đó thì mong quý khán giả chia sẻ cho mọi người biết để nói về cha là giống như là cha là một người cha vĩ đại trong lòng em. Nên mọi thứ em giờ em không sợ gì hết, có cha bên cạnh. Có cái gì là cha sẽ cứu, em sẽ kêu cha, cha ơi cứu con, cha bảo vệ con, là em yên tâm. Các câu chuyện ơn lành vừa kể được Chương Bửu Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Chương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Sau đây là phần tin tức trong tuần từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 2019. Chương Bửu Diệp Foundation hân hoan chào đón các vị khách lần đầu tiên đến thăm cha, gồm có 8 vị khách đến từ Việt Nam, Canada, Australia và Holland, 6 vị khách đến từ các tiểu bang Nevada, Texas, Florida và Washington State, 53 vị khách đến từ các thành phố thuộc tiểu bang California. Nhân chứng ơn lành, trong tuần qua có 3 người đến văn phòng Chương Bửu Diệp Foundation để chia sẻ và làm nhân chứng cho cha: Sơ Nguyễn Thị Hương, Nha Trang, Việt Nam; chị Nguyễn Thị Mỹ Nhan, Garden Grove, California; bà Thanh Nguyệt, DiPolito, Santa Monica, California. Sinh hoạt trong tuần: kỷ niệm 8 năm thành lập, 16 tháng 8 2011, 16 tháng 8 2019, Chương Bửu Diệp Foundation ghi nhận 3 điều đáng nhớ. Thứ nhất, giới trẻ đến thăm cha ngày càng đông, chiếm 30% tổng số khách thăm viếng. Thứ hai, có 668 người làm nhân chứng ơn lành. Và thứ ba, 72 thiện nguyện viên của Chương Bửu Diệp Foundation, hầu như ai cũng nhận được ơn qua lời cầu bầu của cha. Nhân dịp 8 năm thành lập hội, xin cha luôn phù trợ chúng con trong ý nguyện đem bình an của cha đến cho mọi người. Trong tuần qua, có 3 người ghi danh làm thẻ Chương Bửu Diệp Foundation tại văn phòng và 5 người ghi danh làm thẻ online.
Văn phòng Trương Bùi Diệp Foundation nhận hai đơn ghi danh chương trình Nghĩa Tử Nghĩa Tận. Nước Lộc Tre có 962 chai được khách mang về và 22 chai nước gửi đến nhà theo yêu cầu của khách tại Maine, Virginia, California, Pennsylvania, Oklahoma, New Jersey, Minnesota, Washington State, Massachusetts và Australia. Gửi 11 hình chai diệp đến những người yêu cầu ở Pennsylvania, Oklahoma và Massachusetts. TV show Ơn Chai Diệp tập 290 đã được phát trên DirecTV Vietfest Channel 2033 vào Chủ nhật ngày 11 tháng 8, 2019. Giới thiệu ơn lành của bà Hồng Ngô, Arizona và ông bà Triệu Nguyễn, Hân Nguyễn, Virginia. Quý khách cũng có thể xem trên YouTube và website của hội tbdf.org. Câu chuyện trong tuần. Sáng ngày 14 tháng 8, có 5 vị khách đến từ Santa Monica, California vào thăm chai diệp khi văn phòng vừa mở cửa. Trong 5 vị khách này, có bà Marina và bà Thanh Nguyệt DiPolito. Hai bà từng làm nhân chứng ơn lành cho cha. Hôm nay, hai bà dẫn theo người em họ là bà Olivia Ruskin đến để cầu nguyện với cha vì gia đình bà Olivia mới sang Mỹ định cư gặp nhiều khó khăn và bản thân bà đang mắc bệnh ung thư tái phát ở giai đoạn 4. Bà Olivia cho biết, vừa vào phòng cầu nguyện là bà đã cảm thấy tâm hồn rất bình an, cảm giác bệnh tật trong người giảm đi thấy rõ. Tôi sẽ trở lại văn phòng cha khi có dịp, bà nói, rồi đem nước lọc của cha về nhà để uống và tiếp tục cầu nguyện với cha. Thông báo mới, chương trình truyền hình Ơn Chai Diệp sẽ được phát vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần giờ California trên DirecTV Vietfest Channel 2033 tại 50 tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ. Chương trình này cũng được phát thường xuyên trên YouTube và website tbdf.org. Buổi cầu nguyện tháng 9, 2019. Vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Năm, 5 tháng 9, 2019, có buổi cầu nguyện đầu tháng. Kính mời ông bà, anh chị em đến tham dự để hợp thông cầu nguyện. Người ở xa có thể xem trực tiếp, live trên YouTube, Facebook và trên website tbdf.org. Để nhận tin từ Trương Bửu Diệp Foundation qua cell phone, soạn tin nhắn TBDF gửi đến số 797979. Xin khánh qua số phone 714-702-5129. Gửi lời khánh trực tiếp đến cha Diệp bất kỳ lúc nào, 24/24. Những lời khánh này sẽ được phát cho cha nghe ngay trong ngày. Để download những bài hát về cha, xin sign in vào www.tbdf.org. Nếu ai chưa ghi danh, hãy sign up để vào trang TBDF Music và tải về CD Con Tìm Đến Cha với 12 bài hát tuyển chọn, CD Hòa Khúc Tạ Ơn với 11 bài hát tri ân cha, CD Cảm Ơn Cha Diệp với 10 bài tâm tình với cha. Tin tức của Trương Bửu Diệp Foundation cũng được phát trên website tbdf.org, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Google, Yelp, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, Blogger và app TBDF trên điện thoại iPhone và Galaxy. Chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp tập 291 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha.